Con xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Quái La Lin. Các bác ơi, ngày nay thì chúng em tiếp tục là quay trở lại với lại nhà của chị Đi. Nay thì sẽ là đào móng nhà các bác ạ. Hiện tại thì trên kênh em có là vẫn còn mật ong khoái rừng. Nên cô bác nào mà có nhu cầu là sử dụng ong khoái rừng thì có thể liên hệ với lại em có qua số điện thoại trên màn hình ạ. Xin chào các chị nhá. Ồ chị. Sáng ngày hôm nay ạ thì trên chúng em là mưa cả sáng nên là chiều nay thì tạnh mưa mới có thể đi làm được. Vâng. Hôm qua vừa kêu nóng xong. Đất ở đây cứng đấy nhỉ? Ở dưới. Chạy xúc sang bên này. Thì không có chỗ đổ đất để. Đá hai bên là đá. Từ qua ở đây gió có to không chị Ly? Hôm qua. Vâng. Lúc mà em về. Hôm qua. Cái này trên cái nền cao bằng này không? Nó không chuyển vào, không chuyển đi được. Nó mất công. Có nước chưa? Được 1 phần 3 trang nước rồi. Lên. Ít vậy thôi à? Nhi ơi, hôm qua nước không chảy à? Sáng nay chảy một tí thôi. Nước này chán quá nhỉ? Hôm nay đội thợ của anh chưa xuống à? Thợ anh này nó đang bận cấy. Vâng. Giờ trên kia đang lại vào mùa nước đổ. Với lại sáng nay gọi mà đi làm thì sáng thì nó mới có người chứ làm nửa buổi này họ đi tìm việc khác rồi. Vâng. Chị đi rửa chưa? Chưa. Chị chưa rửa thì chị không được ăn cái nước đấy đâu nhá. Đấy. Vâng. Không bao giờ mình rửa được một lần tép thì mình hãng dùng cái nước ở trong đấy. Tép mới ở trong đấy nó chưa sạch, mình phải rửa qua một lần đã. Đã đổ cái nước này đi đúng không? Chỗ này thì phải nhận đá ra. Thì nó là đổ đá ở đây là vướng mà. Thank you.
Ồ, hai con mẹ này đánh nhau chứ. Chị Ly đi giảng hòa đi, không tí nó mổ chết nhau đấy. Giảng hòa thôi. Tách con ra. Đóng cầm cái đầu kéo ngang đây luôn. Ra ngoài, ra không ra cho cái bàn đấy. Đấy, đấy. Đấy, cái gậy vứt ra đây. Chém nhau. Các mẹ đang đánh nhau không? Bỏ tôi, mẹ đừng đánh nữa đấy. Thế chị Ly là vẫn quyết định là hai phòng ngủ kín một phòng mở à? Vâng. Em có ý cho chị nhá, là làm như vậy thì mai kia là xây lên là nó sẽ không được đẹp mấy đâu. Ờ. Tại vì tự nhiên có một cái nó thò ra xong là còn bé bé nữa, trông nó hơi kỳ. Cái này tùy chị suy nghĩ thôi. Đấy là em cũng đi làm nhiều nhà rồi, em cũng có gọi là ít nhiều là cũng có cái kinh nghiệm. Thì mình thuê một cái giường ra phòng khách này cho họ ngủ. Thế cứ là hai phòng giường. Đấy, tại là em góp ý chân thành với chị đấy. Kiểu tự nhiên có phòng mở là nó hơi xấu. Thế cứ là hai phòng à. Chốt nhá. Dạ. À. Chứ tại vì là vì thế nó sẽ chị nghĩ là nếu mà là như thế thì chắc là hai phòng ngủ lại đẹp. Đúng rồi. Phòng ngủ mình nên cho rộng rộng một tí xong mình còn để được đồ ấy nhỉ. Lại rộng lên cho nó thoáng đi. Cho thoáng bé tí. Bé quá nó chật. Nhưng người mong mình là phòng ngủ thì sẽ không được ở cái chỗ kia nhỉ chị nhỉ? Chỗ kia sẽ là bàn thờ, là cũng sẽ không được ngăn đúng không? Ngăn cho chia làm hai phòng ở đấy là cũng sẽ không được nhỉ? Nhưng người giao chúng em thì lại được. Nhưng người mong thì là hầu như là ai cũng kiêng như vậy. Chị cũng thế, là có những nhà người giao cũng là hay cái rửa trên. Đúng rồi, ngủ đằng sau bàn thờ. Ui, hai sao khóc kìa chị. Sao hai đứa nó đánh nhau à? Mà em nói thế là chị cũng nghĩ như thế mà. Chị cũng nghĩ như vậy gì? À. Thế là chốt nhá. Vâng. Ừ. Mà. Thế à. Thí dụ như là một cái phòng mở nó cũng rộng rộng thông thoáng thì nó lại kiểu khác. Đấy. Quá xấu. Bây giờ lại chốt phương án cuối cùng là sẽ làm hai phòng ngủ của các bác ạ. Như hôm trước này, kế hoạch làm nhà của chị Ly thì chị Ly bảo là mong muốn là làm thêm một cái phòng mở bé bé ở đây. Nhưng mà nghe này chị bảo là không làm nữa. Rồi. Này làm đến đâu là nhận đá đến đó. Đi cả 2 tiếng. À, dây 2 tiếng là no rồi. Thì 2 tiếng là nó no rồi. Hôm nay là cuối tuần thì chị Ly lại có túa chăn dê hộ rồi. Chăn dê giúp mẹ rồi.
Túa? Hả? À. Túa ở chân dê về là đói à? Cơm nguội trộn nước. Không có gì ăn à Túa? Hả? Túa ăn cơm không thôi à? Ui, ngã à? Đây ngồi ghế kia mà ăn kia Túa. Kia, ra kia ngồi. Các em nhỏ vùng cao thì cơm không là trộn lại nước thôi, là ăn rất là ngon rồi. Nhìn Túa ăn vậy mình cũng đói. Thì Túa ăn ngon thật đấy. Đấy, thế là xong. Nó chở cái gì dài dài rồi đi nó vướng. Thế làm keo giả à? Vậy thôi, cột vướng mà chứ chở. Đây hay chở cỏ voi, cỏ viếc các thứ. Cái keo giả đấy nó cũng chắc mà. Em thấy chắc chứ nó có gì đó. Người ta còn bắn cả cái mái còn dài hơn. Nhưng tôi vẫn làm thế. Tại vì ở đây là nó hẹp thì phải chịu thôi. Làm thật. Làm thật ạ. Và 10 mét cái phòng. Hơn 10 mét ạ. Cái này nó 5 mét 8 cơ mà. Cái này 5 mét 8. 2 mét. Cái vết lò này 2 mét đi. Cái nước về thì chị đựng đầy cái kia xong nhớ đựng cả hai cái thùng này nữa nhá chị nhá. Vâng. Rồi bây giờ chắc là chúng em cũng đi về xong là chị đi sửa nước đi, không tí lại đến đêm đấy. Vâng. À.